Các quay cước data Viettel mỗi ngày có 2 GB. Quay cước đầu tiên có tên gọi SD120 với 120.000 một tháng, mỗi ngày sẽ có 2GB 4G và thế thôi. Quay cước thứ hai, quay cước có tên gọi ST120K với 120.000 một tháng, ngoài mỗi ngày 2GB, các bạn còn được xem truyền hình miễn phí trên ứng dụng TV360. Quay cước thứ ba có tên gọi V120K. Đây là quay cước trả sau, áp dụng cho SIM chuyển đổi từ trả trước sang trả sau các bạn nhé, và không phải SIM nào cũng có thể chuyển đổi sang. Và với 120.000 một tháng, mỗi ngày ngoài 2GB data, các bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng. Để kiểm tra xem SIM của mình có chuyển đổi được sang gói này không, các bạn hãy nhắn tin để lại comment mình hỗ trợ nhé. Gói cước thứ tư, gói cước trả trước mới nhất của Viettel, gói cước V150B với 150.000 một tháng, ngoài mỗi ngày 2GB, các bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, một tháng có thêm 80 phút gọi ngoại mạng. Để đăng ký các gói mình vừa giới thiệu với các bạn có thể thao tác cú pháp như sau giúp mình nhé. Soạn tin, tên gói cước dấu cách 0981208208 gửi 9123. Ví dụ cụ thể, để đăng ký gói cước V150B, các bạn soạn tin nhắn như sau giúp mình. V150B dấu cách 0981208208 gửi 9123. Các bạn cũng có thể kiểm tra xem SIM của mình có đăng ký được các gói khuyến mại nào hay không bằng cách bấm vào đường link mình ghi ở vị trí comment hoặc phần mô tả. Nhập số điện thoại và mã OTP, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các gói cước ưu đãi dành riêng cho SIM của các bạn. Ngoài việc đăng ký gói cước theo tháng, các bạn cũng có thể tham khảo phương án đóng cước theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để nhận được nhiều ưu đãi hơn nhé. Ví dụ với gói cước V150B, khi các bạn đăng ký theo 6 tháng, tự các bạn đăng ký thì sẽ mất 900.000. Nhưng nếu đăng ký qua kênh của Nghĩa Viettel thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu 10% giá trị của gói cước nhé. Các bạn còn có những câu hỏi nào khác muốn đặt ra cho mình, vui lòng để lại phía dưới comment, mình sẽ hỗ trợ nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như lắp đặt internet truyền hình, đăng ký các gói 4G trên SIM đang sử dụng của các bạn, và các dịch vụ mới của Viettel như xây nhà trọn gói, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, vân vân. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.